bạn đã quay trở lại với bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Và trước khi bắt đầu bản tin chính ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Sân Trường Tuấn Anh, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ai nếu chỉ dùng một trong hai? Thay đổi cực lớn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam đang đứng trước khá nhiều lựa chọn ở các tuyến, trong đó câu hỏi rất được quan tâm là liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có dám dùng cùng lúc Tuấn Anh và Xuân Trường. Huấn luyện viên Kiatisak đang đưa ra gợi ý cho huấn luyện viên Park Hang-seo qua thành công của Hoàng Anh Gia Lai. Ông gạt ý tưởng mua một tiền vệ trụ chất lượng để hỗ trợ dọn dẹp tuyến giữa, sử dụng bộ đôi Tuấn Anh Xuân Trường đá chính. Thực tế Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi rất tốt với bộ đôi Tuấn Anh Xuân Trường và phương án 2 là Xuân Trường Minh Vương. Khi Tuấn Anh không thể ra sân, tuyến giữa Hoàng Anh Gia Lai luôn làm tốt trong cả vai trò tấn công lẫn vây giáp phòng ngự. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên đá ba tiền vệ trung tâm với Công Phượng được kéo lùi về gần giữa sân trong sơ đồ 3-5-2. Đó là nét phá cách mới mẻ của huấn luyện viên Kiatisak, trong khi vẫn giữ được lối chơi ban bật nhóm nhỏ quen thuộc. Đó là lời gợi ý rất đáng lưu tâm từ huấn luyện viên Kiatisak. Nếu huấn luyện viên Park Hang-seo cho tuyển Việt Nam đá với sơ đồ 3-5-2, rất có khả năng Xuân Trường được xếp đá thấp nhất hàng tiền vệ để triển khai bóng từ xa. Lúc này Tuấn Anh sẽ phải cạnh tranh với Quang Hải, Văn Đức, Văn Triền và Hoàng Đức cho một trong hai suất tiền vệ trung tâm nhô cao. Sẽ rất thú vị nếu Xuân Trường đá cặp cùng Quang Hải hay Văn Đức. Đây là phương án rất khả thi để cấp đạn cho bộ trung phong giàu tốc độ và giỏi phá bẫy Việt vị như Tiến Linh, Văn Toàn. Sở hữu họng súng này, tuyển Việt Nam sẽ tận dụng tốt những quả phất dài chết người của đội trưởng Ngọc Hải, Xuân Trường. Quay trở lại với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, nhiều cổ động viên đang rất kỳ vọng vào sự tái hợp của bộ đôi Tuấn Anh Xuân Trường. Tuy nhiên phải thừa nhận ở cấp độ đội tuyển, tính khắc nghiệt ở giữa sân là rất khủng khiếp, rất khốc liệt. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc sử dụng bộ đôi Hoàng Anh Gia Lai đá chính hay kết hợp với Văn Triền Hoàng Đức để cải thiện khả năng tranh chấp. Không loại trừ Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ cùng đá trong khoảng 30 phút cuối khi tuyển Việt Nam cần tận dụng khả năng thoát pressing của họ để nâng cao kiểm soát trận đấu. Tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi sau vài ngày bị đau, cả Xuân Trường và Hoàng Đức đều đã tập luyện trở lại để giúp huấn luyện viên Park Hang-seo rộng đường tính toán và lắp ghép nối dài thử nghiệm một trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hồi cuối năm 2020. Nếu trận đấu với Indonesia không còn ý nghĩa cạnh tranh điểm số do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rút lui khiến kết quả đối đầu với Indonesia có khả năng không được tính đến, rất có thể là ông Park sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp tục thử nghiệm chuẩn bị cho trận quyết định gặp Malaysia ngày 11 tháng 6. Trong những tính toán như thế, khả năng Tuấn Anh và Xuân Trường đồng thời ra sân là vẫn có, nhất là khi họ rất ăn ý với hai ứng viên hàng đầu hai bên là Văn Thanh và Hồng Duy, cùng với Văn Toàn ở phía trên. Tuy nhiên, khả thi nhất vẫn là việc huấn luyện viên Park Hang-seo khéo léo sử dụng một trong hai tiền vệ trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai lắp ráp với Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức nhằm tối ưu hóa sự cân bằng. Tùy theo từng đối thủ, ông Park không hẳn sẽ chọn người hay nhất mà là người phù hợp nhất. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay của Bóng đá 24 giờ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!